chào mọi người. Bây giờ thì tranh thủ mấy cái ngày về Sài Gòn á, trước khi bay ra Hà Nội tiếp thì Phúc ghé một cái địa điểm quen thuộc. Cái chữ hơi ngược cực tại vì cái app á nha mọi người, là của anh Ngàn, đây Bắc Ngàn đây nè. Bắc Ngàn say hi đi, đó là nó Bắc Ngàn đó. Ở 126 Phan Đình Phùng, bây giờ thì Phúc sẽ làm đẹp toàn diện. vô tiệm hớt tóc mà phẫu thuật thẩm mỹ luôn, mọi người có thể tin được không? Nói chung là tại sao mà mọi người thấy Phúc có những cái kiểu tóc hoặc là không có bạc hoặc là màu đẹp á, có mấy bạn hỏi Phúc là cái màu tóc anh đẹp quá là do ở đây là Bắc Ngàn làm đó. Sau lưng là bạn nhân viên này, người đang làm đang pha chế thuốc, và cái thuốc của bác á làm tóc nó tốt á, nó dưỡng và nó không có bị khô tóc. Nếu mà khô thì qua đây mình hấp dầu, rồi nói chung là mình chăm sóc tóc. Đằng xa xa này, cái báo cái bà khẩu trang đây nè, đó là bà vợ của ổng đó, bà Quyền đó mọi người. Tại vì ông xã của Phượng nói là vô quay Phượng đang làm đẹp trong đây, chứ ông bận uống tóc lần trước rồi. Quyền say hi đi Quyền. Quyền nói gì đi? Nói gì hả? Tôi xích đây nè, bà nói đi, tôi hỏi. Không, thì bà ngồi đó để tôi tâm sự, tôi hỏi được. Đây là chị Quyền đó, phu nhân của anh Ngàn. Thì ở đây là mọi người thấy không, rất là cẩn thận đeo mask này ha, tại vì vẫn còn đang cái thời gian khống chế cách ly á. Phút thì Phúc thôi không thở được nó phải bỏ ra đó. Bà cũng sợ mình lây cho bà, mới bay Hà Nội vô là ghé đó không? Nhưng mà đang giờ trong vùng an toàn không sao. Đây là bộ chị bỏ mặt cho người ta thấy mặt chị cái đẹp cái đi rồi bịch lại không mặt rồi nhìn nè, thì bỏ cái này bỏ sao lại nhìn bằng... Thì bây giờ bỏ thấy chưa đó, không trang điểm mà mặt bỏ mặt mộc mà đẹp gì không. Chỉ có thằng nhóc là Bảo Khánh là người mẫu đó mọi người, siêu mẫu đó, mẫu rồi hả, chút nữa xuống ảo thuật cho mọi người coi Phúc quay mấy bữa quay xong rồi cứ không dám up tại bị dính bản quyền phải sửa lại nhạc đó. Ê xuống rồi kìa, xuống rồi thập thò xuống sao Khánh ơi. Khánh say hi. Đây Bảo Khánh, đây là siêu mẫu nhí Bảo Khánh. Mới mũi vậy cái đầu con nó giận quá, chào đẹp trai rồi, người sẽ khai đi hai kênh của chú đi, sai khán giả đi. Chào đây đó. Là chàng đẹp trai hot boy Bảo Khánh. Chào đây, chụp hình gì mới không, có show nào mới chưa? Chào đây con, chào khán giả của anh. Dạ không, tại bữa giờ dịch quá hai con nghe, mình chưa có khởi động lại để hết dịch đã. Từ giờ tới Noel, Halloween thế nào cũng diễn nè. Halloween nó diễn trường không? Con mới đi chụp hình cho trường. Còn cái kênh YouTube con là tên gì đi chứ quảng cáo nha. Bảo Khánh Mỹ Nam Nhí nha mọi người, có official hay là gì không? Không dạ hả? Không, có kênh Ngàn Tóc Đẹp luôn nữa. À có kênh Ngàn Tóc Đẹp. Là gia đình này có hai kênh YouTube mọi người nuôi kênh. Một kênh là Ngàn Tóc Đẹp và một kênh là Bảo Khánh Mỹ Nam Nhí. Triệu view rồi mọi người, nút vàng, nút bạc gì chưa? Chưa, trời ơi. Chưa mọi không, người, mới có nút chì. Mất rồi hả? Sao mất vậy? Không biết. Trời ơi, bà làm kênh bà bị mất rồi, mới có nút chì thì bị mất rồi. Chắc là bị dạt bản quyền á. Chắc vậy, mới làm lại được có 100+ người đăng ký Mọi người làm YouTube để ý cái nhạc bản quyền á là sẽ bị bản quyền. Lý do Bảo Khánh làm ảo thuật ha. Ảo thuật kia nha. Chưa giới thiệu con làm ảo thuật á. Ủa mà đồ ảo thuật của con hình như ba đem tặng chân cho người ta nha. Thôi kệ, vì mình nghĩ ra mấy bút cho hát ha. Bây giờ có mình hú cái qua quay nha. Không, nhưng mình như thế sức chú Phúc á, chỉ ảo thuật cho chú Phúc với lại chú Hòa Hiệp coi thôi, không ảo thuật cho ai chứ. Người ta chỉ diễn cho VIP coi thôi chứ người ta không có diễn cho người thường mọi người. Khánh năm nay coi nhiêu tuổi vậy Khánh? Dạ năm nay con 7 tuổi. Con nhìn vô màn hình con trả lời kìa. Khánh đẹp trai lắm nha mọi người, 7 tuổi hả? 7 tuổi là tuổi con gì ta? Con rắn là leo trèo, là thông minh nè ha. Con rắn 7 tuổi là học lớp mấy ta? Học lớp 2. Học lớp 2 có học trường gì? Con học trường Việt Úc. Việt Úc luôn hả? Trời ơi mọi người,
một cái tiệm ngàn bình thường mà có tiền cho con học quốc tế, có nghĩa là cái tiệm này rất là mắc nha mọi người, phải không chị Quyền? Không đâu, giá không có mắc nha, giá mềm. Mềm là sao? Mềm là sao? Mềm là sao? Thì ví dụ như á là nhuộm tóc á, thì bình thường á, ví dụ như là mấy tiệm khác có thể mắc hơn, như tiệm mình á thì nhuộm tóc những cái màu nâu bình thường thì khoảng 950. Rồi nói tiếp nè, nhuộm tóc là bao nhiêu nè? Nhuộm tóc á, những cái màu nâu bình thường nữa, như là chú Phúc vậy đó. Nam á thì khoảng mà phải lên được cái màu như của em nha, phải lên màu thôi. Còn nữ thì 950 triệu đó, chứ không có mấy triệu đâu nha mọi người. Cho nên là mà thuốc tốt nhất luôn á, thương hiệu toàn cầu. Yên tâm về chất lượng, về giá cả. Nhưng mà giá mềm nó lại làm tốt thì nhờ mọi người giới thiệu nhau thôi. Okay, chứ mình không cần chặt chi. Từ từ đem luôn này, đã hết nè. Đó là nhuộm tóc nha, còn uống hoặc là cắt thì sao chị? Uống thì giá cũng tương đương vậy đó. Cắt thì cắt gội 420 à. Cắt không 260 thôi. Nói chung giá mềm hợp lý, hợp lý. Mà nhờ mọi người. Nhưng mà tiệm sang quá vậy, tiệm sang vậy rồi lấy giá mềm vậy rồi lỗ sao? Bà điện nước rồi này kia, nhân viên sao? Mình nhờ số lượng khách đông. Nói chung là bà cũng có cái tâm mọi người đẹp, cũng có nhà bà giàu lắm nha, bà là dân đại gia ở Vũng Tàu đó. Bà có mấy căn nhà rồi bà đứt động sản ở Vũng Tàu, có mọi người bên đây bà làm tóc là bà trá hình thôi mọi người, chứ thực ra bà rất là giàu nha. Bà làm cho vui thôi mọi người, cho nên là thấy anh vàng không mọi người, cứ kêu đại ca không có nhìn như đại ca vậy. Ngàn giống diễn viên điện ảnh không, vẫn đẹp trai, vẫn đẹp trai con. Nha mọi người, tới đây ủng hộ, và nếu mà mọi người muốn giảm nữa thì cứ nói hashtag là MC Hồng Phúc giới thiệu là mọi người sẽ được giảm nữa ha chị Quyền ha. Đó, rồi, sẽ được giảm nữa. Tiên đó mọi người. Chú Phúc. Đó. À, tới đây xong là đẹp, rất là nhiều nghệ sĩ, giống như nghệ sĩ cả thành phố này tới đây làm rồi đó. Thấy không còn thiếu ai luôn á. Nghệ sĩ từ cô Kim Xuân rồi tới các ca sĩ, rồi thấy Nhã Phương, rồi thấy tới chung là ha, em thấy quá trời nhiều luôn á. Chúng mình chỉ đăng lên đó mọi người. À có cái Facebook đó không? Có cái Facebook là ngàn tóc đẹp đó mọi người. Chị có cái số hotline nào không để mọi người có số điện thoại hay gì không? À 0907564048 nha mọi người, đã được tư vấn làm đẹp về mái tóc của mình. Đó, số điện thoại mình đó. Mình còn ở đây mình cũng có trang điểm nữa. Trang điểm luôn? Có. Là tới đây là làm tóc xong trang điểm luôn, chọn gói trang luôn. Trang điểm đi tiệc, trang điểm cô dâu. Giá làm sao? Trang điểm giá làm sao? Vậy hả? Chị cho cái giá. Mềm nha. Trang điểm đi tiệc thì 450 cũng được. Mình có tạo những kiểu em làm sơ sơ trong đà là cũng 700 rồi đó chị, 450 là cũng ok tạo đó. Tạo kiểu tóc là giống như mình sấy là cho đẹp luôn, là chị tặng luôn cái kiểu tóc luôn. Đúng rồi. Ồ. Tại vì nhiều lúc mình trang điểm xong mà mình không sấy tóc đó, nó xấu đúng cũng rồi, đâu có đẹp rồi. Đâu à, trang điểm cô dâu á thì 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Trời ơi xuất sắc luôn, coi như cô dâu cả ngày luôn. Không phải cả ngày, một lần à, một lần thế gì ok. Tưởng là cả ngày mà có quá giá không, là ví dụ như là mình đặt ví dụ một ngày mà 2 lần thì mình có thể mình giảm. Đấy, giờ em làm cách đây cũng mười mấy năm á mọi người, là cũng cả ngày là cũng cả chục triệu đó, mà bây giờ mười mấy năm sau bả làm mà có 2,5 triệu giá cả được hợp lý ha, mà bả làm đẹp lắm á mọi người, tới đây làm đi nha. 126 Phan Đình Phùng, phường 2 quận Phú Nhuận, đối diện với chợ Phú Nhuận nha mọi người. Nhưng mà cái quan trọng là mọi người nhớ số điện thoại nè, 090 756 4048. Order một cái rồi cái mình trả lời trực tiếp luôn. Đúng rồi, để chị đặt lịch cho mọi người, tới nhiều khi đông á, khách á đông thì là chị sẽ cho ưu tiên mọi người làm gì, yêu cầu đặt các cái tên các chị ghi lại cho. Sao con mới ngủ vậy, con buồn ngủ hả? Vậy thôi con bye bye khán giả đi, để chú Phúc nói chuyện. Chú với chị mẹ bye con nha, cảm ơn. Rồi. Con rồi, chú Bảo Khánh Mỹ Nam Nhí nha mọi người. Mẹ Quyền còn muốn nói thêm gì nữa không? Thôi mọi người. Thuốc ở đây làm sao? Thuốc ở đây chị dài cũng số nước nào? Chị xài thuốc, sản phẩm có nước hả? Nào? Thì Mỹ, Ý và Đức là hai cái sản phẩm, ba cái sản phẩm đó là cái những sản phẩm tốt. Nhưng mà ví dụ như khách đến á, là mình không có phải là mình làm theo ví dụ như là Phúc nói trước hôm nay em uống, em muốn dụng cái tóc, cái ví dụ những cái sản phẩm đó cho có cái hiệu như vậy. Nhưng mà chị cầm em thử chai, chị cầm cho em thử chai em coi cái sản phẩm. Chứ chị có làm luôn tóc giả đó mọi người. Thấy có mọi người hay là order những cái bộ tóc giả cho đi tiệc. Cái này mình lấy cái sản phẩm. Cái nào thôi, đúng rồi, chị cầm một cái nào cũng được. Như là chị xử lý cái bộ tóc giả mọi người, giống như bị hư á, tóc mình rối cái chị làm lại cho đẹp luôn. Chị làm lại đẹp, tóc giả là mọi người như mới luôn. Ví dụ như những cái thương hiệu này là thương hiệu toàn cầu nha. À, ví dụ như là em coi. Marop nè. Marop đây này thôi, chuyện rồi ha. Goldwell nè. Đây.
nó hơi ngược ngược là tại cái này là cố ý, cái này là cái app của Phúc á, nó ngược ngược thôi, tại vì app đẹp rồi chứ mà đâu có cái tên. Ví dụ vậy đó, cái tên thôi thì cái này không phải là thuốc nhuộm mà là sản phẩm chăm sóc tóc thôi, nhưng mà ý là mình thường xài những cái sản phẩm này. Thì có tem bảo chứng rồi các thứ rồi này kia. Không, cái này là có chứ của Israel nè mọi người. Ví dụ như cái chai là 946.000 này, có giá nè mọi người nhìn này. Đó, nhãn mát đàng hoàng xài, bởi vì cái mỹ phẩm gì tốt. Không, mà người ta kiểm tra đó. Đúng rồi, người ta biết. Người ta ví dụ như Việt Nam mình đó, đến kiểm tra sản phẩm. Như chị chăm sóc da đầu mà nó ảnh hưởng tới da, tới cái kia cho nên ta phải kỹ chứ. Nếu có gì ảnh hưởng thì sao? Nhiều khi là hư tóc hoặc là ung thư da đầu hoặc gì đúng rồi. Ví dụ như là nhập về phải có hóa đơn. Việc lâu lâu người ta có kiểm tra sản phẩm không nào. Ok. Nếu mà mình không có công ty này mà nó không có cái giấy phép mà không có được. Trời. Bây giờ thôi sẵn Phúc hỏi thì mình giới thiệu luôn. Ok. Là ví dụ như cái sản phẩm này á là về sản phẩm chăm sóc tóc bình thường. Là ví dụ như thay vì mỗi ngày á mọi người á gội đầu thì mình sẽ sử dụng dầu xả. Đúng rồi. Thì cái dầu xả thì nó chỉ làm là nó bấm mượt cái lúc đó thôi. Gì đó? Nó không có khép sắp cái tóc. Hồi nãy là mình gội thì nó mở cái chân tóc, bây giờ cái dầu xả nó khép lại, nó dưỡng lại đúng không? Đó là em hình dung như vậy. Nhưng cái đó là dầu xả thôi thì nó chỉ có bấm mượt, nó chỉ mượt cái bề ngoài, nó không có gọi là chăm sóc tóc. Từ bên nên trong. Nên khi á sau đó tóc mình nó vẫn khô. Nhưng mà cái sản phẩm này giá nó rất là mềm nha. 600 mấy thôi và 1000 ml. 660.000 nè mọi người. Mà cái này cố ý nha. Cái này cố ý nha mọi người nha. Đây, ai ở bên Ý sẽ nhìn cho biết cái hiệu này. Đây nè. Nó chữ hơi ngược ngược tại cái app của Phúc đó, app ảo cho đẹp. Thì mình sẽ dùng cái sản phẩm này thay thế. Expiration, cái đáp vẫn còn nè nha mọi người. Đáp tới 12 tháng 4 2023 nè. Đó, 23 nè. Đó là còn tới 3 năm nữa. Đó, chỉ nhập cái người đều đáp điếc và thấy xuất xứ. Toàn là mới nhập á, tại vì qua cái mùa Covid đó. Đây, đem đọc coi, đây là kem ủ xả thảo dược chăm sóc tóc hàng ngày. Thành phần là thảo dược là tảo xanh, là giúp thẩm thấu nhanh vào tủy tóc, đồng thời nuôi dưỡng tóc làm không bị khô, dễ ngọn, dễ gãy. Sau khi gội sạch thì sẽ dùng sản phẩm lên tóc massage 3 phút sau lại với nước. Của Ý nha mọi người. Dung tích 1000 ml, tức là chai này là quá sạch đã ha. Thì bây giờ mình thay thế mình sử dụng cho cái dầu xả nhưng mà nó chăm sóc tóc mình luôn. Nhưng mà em có dùng em ủ được không? Ví dụ ủ để cho nó ấy được không? Được. Ủ xong rồi 30 phút mình bỏ ra mình xả. Không, cái này không, mình không cần sử dụng đến 30 phút đâu. Mình chỉ cần sử dụng 3 phút thôi, em xài được 3-4 phút thôi. Được đúng không? Đó đúng rồi. Thì sử dụng hàng ngày được. Tại sao mình chọn cái sản phẩm này để mình nói á, là tại vì á mọi người á dễ sử dụng là mình cứ gội đầu xong mình không xài dầu xả mà mình sẽ dùng cái đồ số tiền mua dầu xả đó mình mua sản phẩm này. Mình sử dụng hàng ngày chăm sóc tóc mình được. Có những sản phẩm nó sẽ mượt hơn nhưng mà một tuần mình chỉ làm một lần thôi. Đúng mình rồi. Có rất là nhiều sản phẩm nhưng mà nhiều lúc mình đưa cái sản phẩm đó cho khách á thì mình hướng dẫn người ta vẫn có thể người ta không chú ý, một tuần người ta sẽ sử dụng nhiều quá. Nhiều quá thì nó cũng vẫn là có tác dụng ngược, là nó không, nó ví dụ như là nó nhuyễn quá thì nó cũng sẽ dễ đứt tóc. Đúng rồi. Nên mình sẽ dùng cái sản phẩm này á, nó trong cái mức độ nó an toàn sử dụng hàng ngày được. Còn cái dạng kia á, là dạng như nó sẽ cực mạnh thôi. Cái tính kiểu như nó tẩy đồ các thứ. Mình sử dụng một lần, có những cái tóc thì sử dụng được 2 lần một tuần. Nên nó làm mọi người á cũng khó sử dụng. Ngoài trừ là những cái tóc mà nó gọi như là nó xuân tự nhiên rồi nó đặc biệt quá, nó khô quá thì mình mới dùng cái sản phẩm khác thôi. Còn bình thường mọi người nên dùng sản phẩm này. Đó, sử dụng mỗi ngày, chăm sóc mỗi ngày. Nói xong mà thấy các khán giả ta nói say sưa là cái góc đẹp, Quyền góc đẹp rồi Quyền ha, góc mặt. Nói nước gì mày? Nó có góc cạnh nữa. Đúng rồi, mỗi người đẹp một góc khác nhau, đang gần cái cạnh đẹp. Đó. Nghe mà say sưa bà. Bà giống như chuyên gia chăm sóc tóc này nè mọi người, đang thấy đang uống nè. Đó. Ok, cảm ơn chị Quyền và chúc cho chị Quyền là sẽ đông khách mỗi ngày nha. Mọi người nhớ 1126 Phan Đình Phùng. Rồi. Phường 2 quận Phú Nhuận, đối diện chợ Phú Nhuận, đèn chớp cho mọi người. Thôi cũng cảm ơn gia đình của Thành Phúc luôn ủng hộ tiệm ngàn tóc đẹp từ chơi xưa, xa xưa, xa xưa tới giờ gia đình luôn á. Rồi. Rồi cảm ơn chị. Đó, thấy chưa? Dễ thương không? Tới gặp không gặp, anh nghe gặp chị Quyền cũng được, và các bạn ở đây nè. Cái tiệm đẹp ghê không?
Con Ngạn đang coi phim mà thôi. Tình hình vậy nha mọi người, nhớ giờ phút làm tiếp tục làm đẹp để chúc mọi người một ngày vui nha. Nhớ share, like, subscribe HHP Entertainment Official. Và tối nay là sẽ lên tập tiếp theo mọi người, tập 20, tập 12 màn hạnh phúc lúc 9 giờ tối. Bye bye.